Đức Trung Auto xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Vâng, trong buổi chiều ngày hôm nay, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020, vâng, Đức Trung xin báo giá một số các cái mẫu xe. Vâng, bên Đức Trung thì chuyên mua bán và trao đổi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn qua Zalo số 0965 951 955. Nếu quý anh chị các bạn mới xem video thì hãy bấm nút đăng ký ủng hộ cho Đức Trung và cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe ở bên Đức Trung đang chào bán. Vâng, kia là chiếc Kia Carrera máy dầu máy xăng 2008 nhập khẩu nguyên chiếc số tự động. Anh Quân đang làm video chi tiết chiếc xe đó. Ở bên Đức Trung thì có rất nhiều các cái dòng xe để quý anh chị các bạn lựa chọn. Những cái dòng xe mà nó cỏ cỏ một chút ấy thì là bên Đức Trung để ngoài bãi, nó có tầm khoảng trên dưới 100 xe. Địa chỉ ở km 47 quốc lộ 10 Quang Trung, Hà Nam, Hải Phòng. Thế và những cái xe mà nó cái phân khúc nó cao hơn một chút ấy thì bên Đức Trung có cái nhà xưởng đây. Đấy, để quý anh chị các bạn ta xem. Đấy, quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe nào thì hãy gọi điện cho Đức Trung, Đức Trung sẽ tư vấn cho. Vâng, Đức Trung sẽ giới thiệu một số các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe cho quý anh chị các bạn. Ai mà hợp với cái mẫu nào, ưng cái mẫu nào thì hãy gọi điện cho Đức Trung để Đức Trung sẽ gửi các đường link chi tiết cho quý anh chị các bạn ta xem trước khi ta đến ta mua xe. Đấy, thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian để quý anh chị các bạn ta để xem xe cũng như tham khảo về các cái giá. Thì trước mắt quý anh chị cùng các bạn này, đây là chiếc Chevrolet Spark được sản xuất năm 2013, số sàn. Vâng, bản đủ. Vâng, xe thì được trang bị phanh ABS túi khí và 5 chỗ ngồi rộng rãi. Xe thì có cái lước sơn là màu vàng chanh. Vâng, một cái mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. Đấy, và được trang bị động cơ 1 chấm, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5 lít trên 100 cây cả điều hòa. Vâng, cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 175 triệu. Vâng, chỉ với 175 triệu nên là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Chevrolet Spark sản xuất năm 2013. Và xe thì cũng được trang bị khóa điện. Đấy, rất là tiện lợi. Và đặc biệt thì xe thì được trang bị một cái màn hình Android khá là to. Màn hình cam lùi đầy đủ nhé. Có túi khí, còn có phanh ABS trần lỉ nguyên bản. Vâng, chỉ với 175 triệu nên là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe. Và có khách hàng đang xem là Đức Trung vẫn cứ review tiếp cho quý anh chị các bạn ta xem. 175 triệu cho một cái mẫu xe nhỏ gọn, tiết kiệm xăng. Cái xe thì được trang bị động cơ 1 chấm, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 5 lít rưỡi trên 100 cây. Form xe siêu nhân rất là mới, rất là đẹp. Vâng, tiếp đến Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe. Đó là chiếc Mazda BT được sản xuất năm 2016. Vâng, một cái phiên bản số sàn. Lước sơn là màu xanh đá. Chiếc xe này thì số sàn 2 cầu. Và bên Đức Trung đang chào bán cái mẫu xe này với giá là 475 triệu. 475 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái xe Mazda BT sản xuất năm 2016. BT50 4x4. Đây là toàn bộ các cái phần thùng xe nhé, cực kỳ đẹp luôn, chưa có một cái vết chảy xước. Một chút về cái phần nội thất này, quý anh chị các bạn ta cùng xem. Xe thì được trang bị bộ ghế lỉ nguyên bản nhé. Một chiếc xe như mới luôn. Bên Đức Trung đã rút hồ sơ rồi. 475 triệu
là bao rút hồ sơ cho quý anh chị của các bạn. Xe thì được trang bị động cơ dầu 2.2 và số sàn hai cầu điện. Mức tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh ở khoảng 6 lít rưỡi đến 7 lít dầu trên 100 cây, cực kỳ tiết kiệm. Và cam kết là xe thì nguyên zin và bao test hạng cho quý anh chị của các bạn. 5 chỗ ngồi rộng rãi và có lắp thùng cao. Xe thì đẹp như mới luôn. So với xe mới thì tiết kiệm được vài trăm triệu. Quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện cho Đức Trung số 0965 951 955. Lốp láp này còn cực kỳ mới luôn. Các cái cụm đèn sáng quắc. Còn màu xanh đá là một cái màu phải nói là rất là đẹp luôn. Quý anh chị các bạn à, từng cái mẫu xe này thì hãy đến xem xe trực tiếp tại thành phố Uông Bí. Trang bị gương kính điện, phanh ABS, túi khí đầy đủ luôn. Xe cực kỳ đẹp. Chúng ta nhìn cái pedal này chưa hề bị mòn, tất cả các cái chi tiết nữa. Vẫn còn cái dấu chấm sơn của nhà sản xuất, cam kết là xe không đâm đụng, không gặp nước và không tranh chấp về pháp lý. Bên Đức Trung đã rút hồ sơ rồi. Hồ sơ rồi là cái thủ tục pháp lý là hoàn toàn là hợp lệ đầy đủ. Quý anh chị các bạn này, ra tên bấm biển này, trong vòng một buổi sáng là có biển số để gắn lên xe. Vâng à, 475 triệu quý anh chị các bạn đã sở hữu một cái chiếc Mazda BT50 dân động hai cầu. Vâng, tiếp theo Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc xe Fortuner được trang bị động cơ dầu. Vâng, dung tích động cơ là 2.5 lít, nó tiêu hao khoảng độ 7 lít dầu trên 100 cây, 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây. Xe thì được sản xuất năm 2010. Nước sơn là màu bạc. Và là phiên bản là số sàn một cầu. Và vô lăng 4 chấu, có túi khí, còn có phanh ABS. Có màn hình cam lùi đầy đủ, bộ ghế da màu kem. Còn tất cả các cái chi tiết này thì vẫn còn zin theo xe. Vâng, máy dầu thì nó cực kỳ là bền bỉ và nó lại tiết kiệm. Vâng, cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 550 triệu. Mặc lên xuống rất là to bản, thoải mái. Vâng, 7 chỗ ngồi rộng rãi, thênh thang luôn. Và cam kết là xe không lỗi nhỏ nhé. Bao test hãng cho quý anh chị của các bạn. Vâng, chỉ với 550 triệu là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu Fortuner gầm cao bánh béo, 7 chỗ ngồi rộng rãi và trang bị động cơ dầu, động cơ diesel và đèn bi xê lông nhé. Kết hợp với đèn gầm là đèn halogen, cực kỳ sáng. Cái form này rất là rộng dài, gầm cao thì đi cực kỳ là sướng luôn. 550 triệu đồng. Nên là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một cái mẫu xe 7 chỗ thương hiệu từ Nhật Bản và Fortuner máy dầu, cực kỳ đẹp luôn. Vâng, kế tiếp Đức Trung xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị của các bạn một cái chiếc Mazda BT 50 số sàn hai cầu. Vâng, xe thì được mang cái lớp sơn là màu trắng sứ. Còn chiếc xe này thì sản xuất năm 2015.
lốp lát thì còn đẹp cả dàn nhé, sơn xi sạch sẽ, toàn bộ các cái phần sườn xe, các cái bậc lên xuống. Rất ok luôn. Lắp thùng cao. Lốp mới cả dàn ấy. Lốp các cái gai lốp rất là dày luôn. BT50 4x4 biển Hà Nội 29C 58803. Đức sơn là màu trắng sứ. Vâng, và cái mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 460 triệu đồng. Vâng, chỉ với 460 triệu đồng hay là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Mazda BT màu trắng sứ rất đẹp. Vâng, quý anh chị các bạn à, ưng cái mẫu xe này thì hãy gọi điện trực tiếp với Đức Trung số 0965 951 955. Quý anh chị các bạn à, mới xem mà thấy video hay thì hãy bấm nút chia sẻ. Và Đức Trung xin là cảm ơn quý anh chị cùng các bạn rất là nhiều. Và ngoài ra thì bên Đức Trung vẫn còn khá nhiều các cái mẫu xe khác và cái tầm tiền nó khá là phù hợp. Trước mắt quý anh chị cùng các bạn đây là một chiếc Kia Carens có nước sơn là màu vàng cát. Xe thì được trang bị phanh ABS, túi khí và có cửa sổ trời phiên bản số sàn, sản xuất năm 2011. Khi mẫu xe này thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 275 triệu. Vâng, chỉ với 275 triệu nên là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Kia Carens, một cái thương hiệu hàng đầu của Hàn Quốc. Vâng, xe thì được mang biển của tỉnh Thái Nguyên 20A23240. Cái xe form dáng này rất đẹp, tôn vò mỏng tang. 275 triệu đồng. Đức Trung sẽ quay một chút về cái phần nội thất để quý anh chị các bạn ta cùng xem. Xe này thì Đức Trung đã có cái video chi tiết rồi nên quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe này thì hãy kết nối để Đức Trung sẽ gửi một cái đường link chi tiết để quý anh chị các bạn ta cùng xem. 275 triệu. Vâng, kế tiếp là một chiếc Mazda BT và hai cầu sốt sàn, sản xuất năm 2014, nước sơn là màu vàng cát. Và chiếc xe này thì bên Đức Trung cũng đang chào bán với giá là 435 triệu và chỉ với 435 triệu nên là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Mazda BT sốt sàn hai cầu, sản xuất năm 2014. Xe còn rất đẹp nhé. Và từ các cái sơn xi cho đến các cái phần hệ thống máy móc cầm bệ cực kỳ ok luôn. Vâng, cam kết là không lỗi. Đấy, để quý anh chị các bạn mua về sử dụng gia đình thì cực kỳ tốt luôn. Xe trang bị động cơ dầu 2.2, mức tiêu hao nhiên liệu nó loanh quanh tầm khoảng độ 7 đến 8 lít dầu trên 100 cây tùy theo cung đường, tùy theo cái tải của xe và cũng như là cái khả năng của người vận hành. Bên Đức Trung thì còn rất nhiều các cái dòng xe để cho quý anh chị các bạn đến ta tham khảo. Và cái mẫu xe bên đây thì Đức Trung bán rồi. Đấy. Có một chiếc Kia Morning bản SLX và trang bị số tự động, phanh ABS, túi khí và động cơ 1.0 la răng hoa mai rất đẹp. Quay như này nó hơi lóa nhưng mà chiếc xe này Đức Trung cũng có cái video chi tiết. Vâng, quý anh chị các bạn ưng cái mẫu xe nào thì hãy gọi điện trực tiếp cho Đức Trung số 0965 951 955. Vâng, xin cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.